Hello, xin chào mọi người, thì mình là Sĩ Kẹo đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ok chưa ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phiên bản OB22. Và đầu tiên là chúng ta sẽ cùng khám phá trong phòng đấu luyện phiên bản OB22 nhá. Yo, phòng đấu luyện rất là khác đúng không nào? Hey, và mình cảm giác là nó giống bên phương Tây hơn anh em ơi. Phòng đấu luyện thì khu tập bắn có cả màn hình nhá, rồi có thêm những cái bia thế này để cho anh em tập bắn súng nha, rất là thú vị, mà có những cái ghế ngồi chờ luôn anh em ạ. Hey, anh em có thể ngồi đây và xem đồng đội tập bắn súng cũng được, rất là vui, hoặc là ngồi chơi thôi, đơn giản chỉ là như vậy thôi. Thật sự thì phòng đấu luyện phiên bản OB22 này là một cái ghế ngồi chờ ấy, mình cứ tưởng tượng như là anh em đang nằm tại bãi biển nghỉ mát vậy luôn á. Rồi nhá, ok, chúng ta sẽ ra cái khu ở ngoài, khu vực tự do. Với khu vực tự do thì sẽ có thêm một số những cái thay đổi, tất nhiên là nó sẽ rộng hơn rồi. Thật sự là với một cái khu vực tự do nó rộng như thế này, uầy, ngoài ra nhá, một điều vô cùng mới đã xuất hiện xe trong cái chế độ huấn luyện nha. Hey, anh em có thể lái xe này. Ngoài ra thì bổ sung thêm công trình này, các bạn nhảy lên trên nóc nhà cũng rất là vui đó. Anh em có thể là làm quen kết bạn tại khu vực tự do này rất là dễ luôn. Ê, khi mà đưa mấy con xe vào đây tôi có biết để làm gì. Ủy mẹ, cái thằng kia đậu xanh nó dám tông xe tôi anh em ạ. Hỗn láo mất dậy quá cơ. Và cái điều mà Kẹo cảm thấy khác biệt của phiên bản OB22 ấy, đó là phiên bản này rất là mượt luôn anh em ạ. Nó mượt hơn phiên bản cũ rất là nhiều. Khi mà anh em mở ở cái phân hình cao, ui, anh em ơi, cái này như kiểu đứng đùa ấy, có cả một cái dốc để cho anh em bay xe này. Ôi, vui vãi nhở. Thật sự, khá là hay. Nếu như anh em thấy những video của Kẹo hay và bổ ích, đừng quên, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Lần này thì mình đã sắp xếp nhà ở, công việc các thứ ổn định để có thể là ra video đều đặn hơn cho anh em xem rồi. Thì nghỉ một tuần không ra video, chả có video nào về game cả. Thật sự rất xin lỗi anh em nhá. Được chưa ạ? Mong rằng thì tất cả những fan của Kẹo anh em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là nhấn cái nút like cho video này. Ui, má ơi, gì đây? Ê, thanh niên này có thể đứng trên xe máy này. Tức là bản test thôi nên là có thể là có một số lỗi. Lưu ý nha, cái này mình không phải người lái xe đâu, mà sao thằng này nó ngồi trên xe anh em ạ, nhưng mà nó lại ở cái dáng đứng cơ. Đậu xanh nó lái xe mà. Anh em thấy không ạ, tôi chỉ có mỗi nút ra mà. Vãi trưởng, thì đây nó là một cái lỗi mà tôi cảm thấy là khá là funny trong phiên bản mới này. Đậu xanh, vãi trưởng nhỉ. Đấy, phiên bản test thì mình không có nhiều tiền. Cũng như là anh em thấy không ạ, cái con nhân vật mình đang chơi là một con nhân vật mới nhá. Trong những video tiếp theo thì Kẹo sẽ lên video về những cái con nhân vật mới này, rồi là chế độ mới nữa cho anh em coi nha. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha. Rồi, let's go. Ở trong này nó là một cái hầm ấy. Một cái hầm thì không có xe, anh em chạy nó rất là vật vã. Ây à, tức là nếu như mà anh em vào cái hầm này ấy, nó sẽ là hầm bên dưới của khu vực bắn nhau ấy, khu vực giao tranh á, ok ạ. Tôi không nhớ tên ấy, bảo khu vực bắn nhau. Này, cho nó lái xe bằng cách đứng luôn này. Vãi nhở, thật sự phiên bản mới này tôi cảm thấy kiểu thú vị vãi trưởng. Như kiểu là mấy ông này hack vậy nhưng mà không phải đâu. Yo, mình đang ở dưới hầm thôi. Quay hầm thế này chạy mút qua mẹ nó mùa anh em ạ, không có xe mà. Ai, vậy là mình có xe rồi nhá. Lấy xe chạy thôi anh em ơi. Yes, thật sự là tuyệt vời luôn. Và trong cái chế độ đấu luyện này, cái này là nó là cái đường hầm. À, vậy thì là mọi người có thể là rủ thêm anh em vào, xong là các bạn đua xe với nhau. Ui, mình nghĩ là sẽ có những giải đấu đua xe do anh em tự tổ chức chẳng hạn. Thật sự là thú vị đấy. Ui, mấy ông ấy có cả xe motor truck này. Xe nào cũng không thiếu trong phòng đấu luyện đâu anh em ơi. Nhưng mà mỗi phòng chỉ có một loại xe thôi á, nên là anh em không nhanh tay lấy xe thì mấy cái thằng dở hơi nó lại lấy xe của anh em, thì chúng ta hết cái trải nghiệm luôn. Được chưa ạ? Thì anh em chạy một vòng ấy là nó sẽ quay trở về chỗ cũ. Ở đây có một cái vạch xuất phát này hay là vạch đích. Tùy thôi, các bạn có thể là xuất phát tại chỗ này và mẹ á thật kìa. Và vạch đích thì cũng là chỗ này luôn. Đó, thế là anh em có một cái đường đua nhá, để có thể đua xe nhá. Nhưng mà tôi không biết là làm cách nào có thể gom xe, bởi vì là thường là mấy thanh niên này rất là hiếu động, kiểu phiên bản mới mà, nên là mấy anh em phải lấy xe để chạy hết rồi. Đấy,
Nên là các bạn có thể là bảo mấy thế này là nhường xe nhưng mà có mic trong game đâu, nó khốn ở chỗ đấy. Bay xe nào anh em ơi, bay trèo đi luôn. Ui má ơi, cái xe này tốc độ nó không đủ nhanh để có thể bay sang bên kia, cũng như là khoảng cách nó hơi xa nữa. Nên là ý định anh em kiểu đua xe giống dây sinh moi trong này là hơi sai. Mình thì chưa có nhân vật Misa, nếu như mà có nhân vật Misa kết hợp với con xe Lamborghini thì có lẽ là anh em sẽ bay qua được hai cái dốc đó luôn, như kiểu đua xe Alpha 9 luôn anh em ạ. Mẹ ạ, bọn này rảnh vãi. Ui nó thẳng khốn nạn ở tông xe mình anh em ạ. Mà khốn nạn vừa ơi em, thẳng tông xe của anh này. Ok. Yo anh em ơi, và kẹo đang ở trong trường tập bắn rồi. Hôm nay có mặt tại đây để test súng mới cho anh em coi nhá. Đó, thì ở đây các bạn có thể là mua những cái phụ kiện của súng này, mua thêm những cái trang bị này, đó, được chưa? Đó, phụ kiện cho súng ở đây, có đây. Cây súng mới của chúng ta, M82B. Wow, nó là một cây súng bắn tỉa. Ok chưa ạ, thì các bạn có thể mua thêm hai phụ kiện là nòng súng với lại băng đạn nhá. Đây, tôi sẽ mua thêm nòng súng này với lại băng đạn luôn anh em ơi. Băng đạn đôi thì nó hỗ trợ anh em thay đạn nhanh hơn, còn băng đạn level 3 thì nó chỉ hỗ trợ chứa nhiều đạn hơn thôi. Ok, hai cây súng này rồi, nhau này test sức mạnh nhá. Ui, với những cái phát bắn thông thường vào người thì đam sẽ là 150, nhưng mà mình thấy là cây súng này thì tốc độ bắn của nó nhanh hơn a đúc anh em ạ. Được chưa ạ, khá thú vị nhá. Thế thì khả năng cao là cây súng này sẽ xuất hiện trong thính anh em ạ, chứ còn là ở ngoài thì khó kiếm ấy. Với sát thương mở đầu sẽ là 825, thật sự là vô cùng là khủng khiếp luôn anh em ạ. Ơi, sát thương mọi người 150. Xuống đây bắn. Phê đó mọi người ơi, vào khu vực giao tranh và chiến thôi nào. Yo. Mà điện thoại pin yếu. Sorry mọi người, các bạn là kẹo không để ý sạc pin thì có thêm một cái công trình mới nhá. Đó, được xây tại cái khu vực giao tranh này. Cũng như là hiện tại thì kẹo đang mang theo con pet đại bàng. Ui cái đệm mệnh bắn kinh thế, chưa gì đã ép so rồi. Chán đời hẳn luôn anh em ơi. Yeah, được chưa? Ui bạn ơi, bình tĩnh nào. Mà nó lại hạ mình rồi. Thật sự là vùng giao tranh thanh niên kia bắn gắt quá anh em ạ. Tôi đã kịp làm gì đâu. Hôm nay vào chỉ test súng tí thôi mà, làm gì căng thế bạn ơi. Đồ rồi. Đây à, ui vỡ đầu luôn. Phê không anh em. Ui thằng kia né. Làm sao, tính né á. Ui má ơi. Thế này toang rồi. À, bình thường thì kẹo rất là ít khi bắn súng bắn tỉa bởi vì là không có luyện tập nhiều á, nên là khả năng bắn hơi kém. Ok, thì hôm nay là review qua cho anh em về cái phòng đấu luyện của phiên bản OB22. Video này ngày hôm nay thì kẹo xin phép sẽ kết thúc tại đây. Nếu như mà anh em yêu thích những cái nội dung của kẹo, đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho kẹo nhé. Chúc anh em một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình nhá. Bye bye.